nỗi đau người ở lại. Thiên Hương là tân sinh viên chuyên ngành báo in, viện báo chí, học viện báo chí và tuyên truyền. Cách đây không lâu, gia đình đưa em đến nhập học tại trường. Sau đó, Hương về ở với bố và em trai tại căn chung cư trong ngõ 29, phố Khương Hạ. Mẹ của Thiên Hương, cô Phượng hiện đang công tác tại thành phố Hòa Bình nên ở địa phương để làm việc. Tuổi 18, Hương là cô tân sinh viên giỏi giang, xinh đẹp và đầy hoài bão. Bố của em là Thượng tá Đỗ Trọng Thanh, chủ nhiệm hậu cần sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân. Em trai Hương thì đang theo học tại trường trung học cơ sở Khương Đình. Thật đau xót, ngọn lửa đêm 12 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của ba bố con, cướp đi hạnh phúc của một gia đình và để lại nỗi đau vô bờ bến cho người ở lại. Nghe tin ba bố con gặp nạn, cô Phượng, mẹ của Hương, suy sụp đến mức ngất đi. Chỉ trong một đêm, người mẹ phải chịu nỗi đau tột cùng khi cùng lúc mất chồng và hai con. Nhìn ba chiếc di ảnh và ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau, ai cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt. Con gái mới lên trường được mấy ngày, còn chưa kịp thân quen với các bạn, còn tương lai, cô Phượng khóc nức nở. Chiều nay, đại diện lãnh đạo học viện, viện báo chí, cố vấn học tập và những người bạn lớp báo in K43 đã đến tiễn đưa em, bố và em trai một đoạn đường cùng nén tâm nhang. Trời bên ngoài kia mưa tầm tã, khung cảnh tới giếng xót xa, con đường rời đi cũng trở nên nặng nề. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.